Chào các bạn. Nay Jonathan đập hộp hai cái má quần jean mới form ống đứng của bên mình nhé. Mình kết hợp quay luôn một trong một clip có hai mã thì các bạn tiện theo dõi nhé. Cái mã này là QZ039 này. Mã này là QZ040. Thì mình quay cái mã 040 trước nha các bạn. Mình kết hợp một trong một cái video mình quay hai sản phẩm để các bạn tiện lựa chọn, và nếu mua luôn hai cái thì bên mình được giảm ngay 10% nha. Và hai cái màu là hai màu khác nhau, cho nên các bạn nếu mặc quần jean thì các bạn cũng nên mua hai cái để mặc thay đổi. Đấy. Mình giới thiệu qua một chút về cái form. Form này là form ống đứng. Ống này thì từ 17 cho đến hơn 20. Đấy, dành cho những bạn mà cũng từ 25 đến 35 tuổi. Vải thì là vải jean co giãn nhẹ, mặc rất là thoải mái rồi. Bề mặt vải thì là vải jean xịn. Khi mà các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra hàng, các bạn sờ mặt vải thì các bạn biết đây là hàng vải jean xịn nha các bạn. Đấy, đây là mặt trước của quần này. Đây là mặt sau này. Mặt sau. Rồi. Đấy, những cái màu tối như này thì các bạn nên kết hợp với cả cái đồ sáng thì lúc mà mix lên thì nó rất là nổi nhé, rất là nổi. Size thì bên mình có từ 28 cho đến 36 là dành cho những bạn 50 cân, 90 cân mặc vừa. Đấy, thương hiệu Jonathan, chuyên jean. Đấy. Rồi, tiếp tục mình giới thiệu thêm một mã bên cạnh. Mình cũng sẽ trải ra luôn nha các bạn để các bạn tiện lựa chọn nha. Bạn mặc jean thì luôn luôn thay đổi, cho nên là mình nên khuyến khích là các bạn mua hai cái thì được giảm ngay 10%. Và hai mình mix hai cái màu này với nhau thì nó khá khác nhau, cho nên các bạn mặc thay đổi được. Đấy, cái này thì cũng có cào nhẹ quát một số điểm, nhìn cho nó khỏe, khỏe khoắn. Cái màu này thì là cái màu xanh, nhưng mà xanh ánh đen, xanh ánh đen. Các bạn nếu mà xem màu chi tiết hơn thì các bạn có thể là hỏi mình, bên mình sẽ gửi ảnh cho các bạn nhé. Đấy, cái chất liệu vải thì cũng tương tự là jean co giãn nhẹ. Đấy, mình kéo thử bề mặt vải, đây thì là vải jean xịn rồi, sờ là rất là mướt tay. Đây là mặt trước nha, còn mình mở mặt sau này. Đấy, đây là mặt sau của quần, cũng rất là đẹp. Các bạn mua hàng ở xa thì mình sẽ ship tận nơi và nhận hàng rồi mới thanh toán. Còn sản phẩm của bên mình là luôn full box như này nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của shop